Ủa chứ không em đợi anh quay à? Rồi số 1 gì? Rồi rồi bóp vô bóp à, vô. Anh lại đứng ngay số 1 à? Vậy cái gì đó? Vợ gái vợ giờ không vợ gái ông nội. Ok luôn xin chào mọi người nha. Thì mọi người nhìn đằng sau của mình là thấy số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 á. Thì hôm nay là team của tụi mình sẽ chơi quay xúc xắc. Rồi ôn nào là chúng ta sẽ thực hiện thử thách nha. Đó. Đúng. Mấy cái thử thách này nó sẽ có bí mật nha mọi người. Thì hiện tại những cái thử thách á là mình đã được che bởi tấm màn rồi. Thì một xíu nữa người nào quay vô số nào á thì mình sẽ mở cái tấm màn ra thì các bạn sẽ biết nha. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu trò chơi thôi. Ai là người trước nè? À lên trước đi. Ờ chính lão đắc thọ mời anh Toàn. Đúng rồi, anh Toàn. Ủa? Ủa gì vậy? Đúng rồi. Ừ, anh trai lên đi anh trai. Alo. Alo. Ủa gì ta? Là sao vậy ta? Anh Toàn sẽ là người đầu tiên nha mọi người. Rồi lên anh Toàn ơi. Ok hả? Rồi anh quay nha. Anh Toàn có điều gì muốn nói với mọi người trước khi lên thớt hay gì không? Để anh ngủ con giấc đi. Thì cũng nói quá mọi người trước luôn là những cái ô này là trong này nó sẽ có chữ nha. Nhưng mà cái thử thách của nó thì hơi bị ghê nha mọi người. Rồi quay đi anh Thọ. Đúng. Thôi chơi rồi. Đi sợ gì. Chơi sợ gì nữa. Mất gì rồi. Rồi. Anh nhìn nè. Số của anh đây. Ủa chứ không em tự quay à? Rồi số 1 gì? Rồi bóp vô bóp vô. Anh lại đứng ngay số 1 à? Vậy cái gì đó? Vợ gái vợ giờ không vợ gái ông nội. Vợ gái. Là sao vậy? Là sao vậy ta? Lập liền luôn hả? Đúng. A few moments later. Em gái ơi. Em gái. Ai nhỉ? Em có người yêu chưa? Anh thấy em xinh quá. Không ấy em cho info được không? Không anh ơi. Sao với em? Sao vậy đấy? Anh mặc cái mấy người quá à. Không, anh là con nhà giàu á. Sao cho không biết đi, cho không biết đi. Ôi ơi, cái gì quá, cái giàu cái gì quá. Em yêu ơi, cho anh không biết. Ôi ơi. Mà cứu. Thôi nói chịu rồi. Chịu rồi. Ôi người ta nhớ. Rồi gái dữ chưa. Tại vì nó mở rồi, nó mất rồi. Giờ chỉ còn number thôi. Vô nè, tiếp nè, round 2 nè. Thôi bữa sau anh đừng về gái nữa nha anh Toàn. Đúng. Thôi nói gì chịu rồi. Rồi giờ sao? Nhiều đá tỷ hay là sao? Nhiều giống nổi. Đó kính lão đất thọ, ông già thứ hai đó. Ông như ai? Đổ đi. Ông kia còn dễ gái. Anh ngồi đó luôn đi. Rồi ok thì bây giờ đến lượt mình nha mọi người. Ai quay giùm đi cho nó hấp dẫn. Rồi xong. Ủa, số 5. Là cái gì? Nói luôn á trời. Đây là ra con máy. Ok bây giờ mình sẽ mở nha mọi người. Ta la. Cái gì vậy? Rồi xong. Đồ quý thôi chịu ơi. Trời bé quý. Alo, thì con hiếm nhất của mình á là cái con này nha các bạn. Con này là con tôm hùm nha. Tôm hùm Alaska nha mọi người. Của mình là kim cương xanh nha mọi người. Trời ơi, 1000 năm tiền sao. Rớt nước mắt, ôi, vẫn muốn bán. Rồi luôn, vậy là mình bị mắc hết viên kim cương xanh nè mọi người. Ok, thì cũng cùng hiếm thì không biết mình hiếm nhất con gì đây. Panama các bạn ơi. Ông vô miệng không? Không, rớt vô miệng rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bán nha. 49 thôi. Thì bây giờ là đến lượt của Junbi nha mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ quay số thử coi Junbi sẽ ra số nào nha. Và sẽ loại cái số 1 và số 5 ra nha mọi người. Let's go. Quay. Rồi số 6. Cái gì vậy trời? Ủa số 6 là gì vậy? Junbi là kiểu người là không thích dài dòng nha. Yo. Sao bên này okay. Trời ơi, mỗi người một câu nói thật các bạn à, hay quá. Trời, giờ mỗi người một câu hỏi nha, Yumi phải trả lời thật nha. Ok. Không dối nha, này okay, thật tốt okay, quá. Thật. Rồi thì mời chị Toàn. Anh Yumi ơi. Sợ quá, chị Toàn ơi. Bé cái tiếng. Dễ dễ của anh tên gì vậy? Cái gì? Chị. Gì vậy? Ghệ của anh tên gì? Viết tắt thôi, chữ đầu thôi. Chưa có ghệ lấy gì, có tên. Ồ, đừng có sao. Ủa chứ nghe nói Junbi quen Victoria vậy mà. Gì vậy ta? Ok, thì bây giờ mình sẽ hỏi Junbi nha mọi người. Thì mình với câu hỏi rất là tế nhị luôn rồi. Junbi ngày hôm nay có tắm không ạ? À? Cái gì vậy? Thì cái này thì rất là dễ nha mọi người. Thì mình mới ngủ dậy nên chưa có tắm mọi người. Khi mà quay clip mà xong là mình sẽ đi tắm và ăn cơm. Ờ hèn gì tôi nghe mùi gì đó. Có ai nghe không ta? Lại run thúi à. Giờ run đất rồi mà còn thúi nữa. Chịu.
Thì câu hỏi cuối cùng tới từ vị trí của tôi. Thì tôi thật, tôi hỏi ra câu này nó sắc từng miếng nè. Đâu? Ở anh cứ đấy. Rồi. Bây giờ anh cho tôi hỏi đi. Thì trong team của tụi mình là có 6 người, đúng không? Thì anh là quý ai nhất trong đó và lý do tại sao quý? Gì vậy? Khó quá, tôi rờ cuộc chơi rồi. Khó quá, tôi rờ team luôn nha mọi người. Thôi, nếu mà nói về những cái người quý đúng không, thì cái team này lúc mà thành lập ra là chỉ có 3 người, là mình với BD với chị Yeji. Trong team ai cũng quý hết, nhưng mà đặc biệt là quý hai người đầu tiên nha mọi người. Còn nói về ghét đúng không, thì sẵn tiện là mình sẽ trả lời cho mọi người một câu luôn, đó là chính là ghét cái anh Thanh hồi sao nha. Tại mọi người biết sao không, tại hồi trước là tôi xem clip của ổng mà vô nhà ổng mở chiếc xe gì mua chân màu đen á mọi người, mà tôi vô tôi mở thì nó không có ra, nên cái mặt của ổng mà tôi ghét lắm mọi người. Không, tính ra tôi cũng ghét luôn á. Chị trời. Gì vậy, tôi cắt khúc này à? Thì đến người cuối cùng thì mang tên là Body nha. Ờ, tôi sẵn sàng rồi, vô ra đây. Body, Body, tôi dẻo dữ vậy à. Gì vậy? Tôi cần căng dẻo mà. Vô ra đây. Mời anh lên khán đài, anh đứng đi để cho người ta rồi. Biết nè. Ờ, từ từ, điều nhảy Michael Jackson của tôi cái. Ok. Thôi anh thọt anh đứng đó có người thọt anh đừng nói nữa. Thì không biết là số mấy đây, let's go. Rồi số 4. Ủa con số 4 luôn. Số 4 này cái gì ta? Tôi sẵn sàng rồi anh Thanh ơi, vô đi anh Thanh. Mày muốn đón không? Mở chưa, mở chưa, mở nha. Ừ mở đi. Let's go. Gì đấy, gì đấy, gì đấy. Rồi xong, tỏ tình. Ông nội ơi. Các bạn có nhớ đầu clip không các bạn? Hình như là cái này là duyên tiền định. Rồi bây giờ là BD sẽ tỏ tình với các bạn này nha mọi người. Ý, trời ơi, hồng hồng đồ ha. Mình đứng xa xa xíu ơi. Đứng xa xa xíu. Cậu đang làm gì đấy? Tôi đang làm nhiệm vụ à. Rồi rồi tiếp đi đây ơi. Ây da, tớ có thể cùng cậu làm được không? Gì ghê ta. Đấy. Làm cái gì? Về bỏ đi. Trời, mình phải thể hiện tài năng chứ, tài lẻ chứ. Rồi rồi rồi, móc cái xe ra rồi. Rồi 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 tới. Leo leo, rồi pa leo leo. Cái gì vậy ta? Pa leo 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 pa. Rồi chở đi làm vụ đi, đẩy ra đây làm cái gì vậy? Ta đang núp ở chừng núp luôn. Thôi, đi làm công việc tí nha. Đâu mình phải tính tình chứ, anh làm nhiệm vụ giờ mà quan trọng gì? Cái gì cậu có người yêu chưa? Ghê vậy. Đón xem chắc trời. Mà chưa rồi. Thí thí, tớ cũng đang cô đơn. Hai tuổi mình làm quen nha. Trời ơi, trời, người ta từ chối kìa. Ây rồi da, rồi, rồi. Thế là chịu rồi. Rồi. Chị toàn ác vậy. Ờ, làm bó cuối các bạn ơi. Không được rồi, tôi không bó cuối, tôi chạy. À, lấy xe ra từ từ. Rồi, xong rồi. Quá tê là hết. Đừng nói ai cản tôi nữa. Nhảy đi ông ơi, xong rồi, nhảy xuống đi. Đi đi cho còn gì nữa, nhanh cái chân lên, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, các bạn ơi, trước khi chúng ta tạm biệt thì tôi xin nói với bạn một điều, hãy dislike đi. Rồi tốt. Dạ, Suki. Trướng. Ây da. Cái đó ghép với đồng vô. Ok, như đã hứa clip hôm kia là hôm nay là mình sẽ trao cho ba bạn ngẫu nhiên là ba cái mẹ code với mệnh giá là 77 kim cương nha. Nhưng mà trước khi trao code ấy, là hôm nay là mọi người thấy cái cúp không? Đấy, mình được hạng 1 nha mọi người. Trời ơi, nhận nè. Đó, 100 viên kim cương, một qua cái huy chương với 10 viên carbon. Mở tất cả luôn. Rồi, còn đây là phần trong cái cúp này mọi người thấy không? 540 điểm là đồng hạng hết luôn. Có đâu đó để mình coi 1 nè, 2, 3 4, 5, 6, 7, 7 người đồng hạng mọi người. Ở trong này là có 5 người trong team của mình rồi. Còn Bibi thì bấm nhầm, bị lạc đâu mất tiêu rồi. Còn đây là clip hôm bữa này, mấy bạn bình luận quá trời luôn. Bây giờ là mình sẽ random ha. Rồi chúng ta sẽ tới với bạn đầu tiên. Go. Rồi mọi người thấy random mà không biết là ai ta. Rồi bạn Long mắc ạt. Cái thằng bé này. Ôi sao em không bỏ tên nhở?
Long ơi, em có xem được cái clip này thì hãy cho anh cái tên nhân vật của em đi để anh tặng code ha. Tuy là các bạn Long mày không có bình luận tên, nhưng mà khi mà mình đăng clip mới, bạn này lúc mà cũng xem sớm á mọi người. Có lúc là mình đăng clip chưa tới 10 giây là bạn ấy đẩy vô xem rồi. Những bạn này lại chắc chắn là fan cứng của mình luôn nè mọi người. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tới với bạn thứ hai nha. Quay. Không biết là bạn thứ hai là ai nữa. Rồi, bạn Phương Thủy Hinh à, có tên là gì đây? À, tên Mai Thủy hay Mai Thi gì nè mọi người? Chắc là Mai Thủy rồi. Rồi, còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với bạn cuối cùng của ngày hôm nay. Không biết là ai là nhân phẩm của ngày hôm nay nữa mọi người. Rồi, bạn Hồ Lý Cô Ti à. À, rồi rồi, ok nha. Bây giờ là mình sẽ gửi code cho bạn đầu tiên, bạn Mai Thi 2B82 này. Gửi, ok. Còn đây là bạn thứ hai, bạn Hồ Lý nha mọi người. Bây giờ là sẽ gửi nè. Rồi còn những bạn nào mà không trúng thì đừng có buồn nha mọi người. Tại cái trò chơi này trò chơi nhân phẩm mà mình quay ra ai là mình sẽ tặng cho người đó thôi. Nhưng mà hiện tại mọi người thấy trên tay của mình là đang cầm một con ớt đông. Thì hôm nay là vẫn có mini game dành tới cho mọi người nha. Thì việc của mấy bạn là chỉ cần đoán cái con ớt mập địch này là bao nhiêu mm thôi mọi người. Bây giờ là mình sẽ cho gợi ý luôn. Thì cái con mập địch này nó sẽ trên 200mm và nó sẽ dưới 240mm nha mọi người. Mọi người cứ đoán từ khoảng 200 này tới 240 chắc chắn là sẽ trúng nha. Thì có của mình hiện tại nó còn ít lắm mọi người, chỉ còn có mấy cái nữa thôi. Nên là cái mini game của ngày hôm nay là chỉ có một code 77 kim cương thôi nha mọi người. Nhưng mà đâu có để cho mọi người buồn được, thì hiện tại là mình dư 5 slot các bạn. Nên là việc của mấy bạn bây giờ chỉ còn tham gia cái mini game của mình này. Thì cái cách thức tham gia mini game của mình nó cũng giống như bao clip trước thôi. Thì đầu tiên là mấy bạn phải like đăng ký kênh nè. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là đoán cái milimet của con ớt Goliath này. Chỉ có một bạn duy nhất đoán trúng và nhanh nhất thôi nha. Còn những cái bạn còn lại á là mình sẽ random ra 5 bạn may mắn nhất và mình sẽ kết bạn ha mọi người. Thì thôi, chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye.